đó Khải tức Khải dùng cái từ lang băm. Thì Khải chỉ muốn nói á, là cái tay này không phải là thần y. Thứ nhất là không phải là một bác sĩ Tây y có bằng cấp hành nghề là được thế giới Tây phương y học người ta xác nhận, người ta công nhận. Kể cả bằng cấp Đông y, những cái bằng cấp do những cái gọi là Bộ Y tế hoặc là những cái tổ chức y học cổ truyền ở Việt Nam người ta xác nhận, người ta cấp bằng hành nghề. Thì kể cả những cái bằng Đông y thì Võ Hoàng Yên cũng không có, chỉ có một cái bằng y công. Một cái bằng y công tức là những người phụ làm những cái công việc phụ giúp những cái đông y sĩ để mà trị bệnh thôi, chứ không phải là đông y sĩ hoặc là y tá đông y. Tức là những cái bằng y công nó học có vài tháng thôi. Thì ý Khải nói khi mà Khải dùng từ lang băm đây á, là cái lúc đó Khải chỉ muốn nói là cái tên Võ Hoàng Yên không phải là một bác sĩ vậy thôi. Rồi sau đó Khải có nói là kể cả Võ Hoàng Yên nếu mà là giống như anh chàng Ngô Tuấn Kiệt, anh ta đã giải thích rồi, mà cái vị bác sĩ Tây y cũng có nói mấy mé đó. Tức là ý đó là có một số người có thể do ơn trời, và là Khải quên cái từ mà quý vị dùng rồi, tức là những cái ân, không phải ân điển, tức là những cái công năng đặc dị mà do trời ban đó, tức là những cái cái khả năng đó do có một cái ân độ trì nào đó, đúng không ạ, cho Võ Hoàng Yên có khả năng chỉ làm, tức là làm được những công việc thần thông quảng đại, có nghĩa là trị bệnh, trị được những cái bệnh tâm điếc nan y, mà không phải là giống như Chúa Giêsu hồi xưa thôi, đặt hay như vậy, hoặc là Đức Huỳnh Phú Sổ, hoặc là có một số người mà được đa số công nhận đó, nói là có khả năng trị bệnh là qua cái phương thức là thần thông tâm linh, tức là trị bệnh được là nhờ cái gọi là cái phép thần thông do giống như là tạo hóa, do Chúa Phật độ trì và là giúp cho họ có khả năng trị bệnh, chứ không phải là vì bấm huyệt, không phải là vì phương pháp gọi là nó gọi là sinh lý, đúng không ạ, tức là physical, tức là về khoa học. Thì cho dù là như vậy thì theo cái lời của anh Ngô Tuấn Kiệt hoặc là những cái người bình thường có hiểu biết, có tu tập và học hỏi về tâm linh tôn giáo đó, thì đều biết nếu mà thật sự mà trời độ, đúng không ạ, Chúa Phật ban cho mình có cái khả năng trị bệnh, nhưng mà nếu mà mình lạm dụng cái khả năng đó thì đến một ngày nào đó thì cái khả năng đó cũng sẽ bị mất đi, sẽ bị mai một đi, đúng không ạ? Tức là đương nhiên nếu mà giống như là mình được bổ nhiệm làm quan chức nhưng mà mình tham nhũng, mình tha hóa, thì cuối cùng chính quyền, nhà nước, người dân, người ta cũng sẽ gọi là bỏ rơi mình, người ta cũng sẽ gọi là lấy lại cái chức vụ của mình, người ta lên án mình. Chưa huống hồ là Chúa Phật, không lẽ những cái vị mà gọi là bề trên tạo hóa Chúa Phật mà có khả năng ban cho mình cái phép thần thân đó mà không biết được rằng là mình đã lạm dụng cái khả năng đó để mà trục lợi, để mà biến chất, đúng không ạ, tha hóa để mà vinh thân phì giá, thì chắc chắn là họ sẽ thu hồi lấy lại cái ơn phước, cái khả năng đó. Thì cái đó là phải nói cái giả thuyết thứ ba mà Khải đã trình bày. Khải nói là bây giờ khoan nói đến cái vấn đề, bây giờ đang bàn đến cái khả năng thôi, thì Khải nói đó là cái khả năng trị bệnh. Rồi cuối cùng Khải nói là có khả năng hay là không có khả năng, hay là khả năng thật hay là khả năng trời ban tâm linh gì đó, Khải không quan tâm. Cái Khải quan tâm là Võ Hoàng Yên có lừa đảo, có bịt bợm hay không, có trục lợi, có vinh thân phì gia, lợi dụng cái danh hiệu thần y, lợi dụng cái mát, cái thương hiệu
cái danh hiệu, cái gọi là gì đó, cái lời đồn để mà trục lợi hay không thì Khải khẳng định là có. Mà giống như Khải nói là nhiều lần, Khải khi mà Khải đến đi đến kết luận là Khải phải dựa vào những cái dữ liệu, những cái thông tin, căn cứ vào những cái cơ sở nào đó Khải mới đi đến kết luận, chứ Khải không giống như Ngô Kỵ hay là những người nào đó mà nói là tao là có kinh nghiệm, tao là học luật, tao là nhà đấu tranh, tao là tên tuổi, là đưa ra cái kết luận và cứ cho rằng là cái lời tuyên bố của mình là chân lý. Khải không có thói quen đó. Nhưng mà Khải, từ từ Khải sẽ giải thích với các bạn biết là Khải dựa vào đâu. Tại vì Khải thấy là cái đó là mà từ từ, giống như Khải nói, những cái cụ thể, những cái chi tiết cụ thể thì mình sẽ nói về những cái chi tiết cụ thể sau. Thì trong những cái chương trình khác Khải sẽ cần, mai mốt Khải sẽ giao lưu nhiều với các bạn, thì đến một lúc nào đó thích hợp các bạn nào muốn hỏi Khải là cái chi tiết trong số những cái chương trình nào nói riêng về võ Hoàng Nghiên, thì Khải sẽ giải thích cho các bạn biết dựa vào những cái chi tiết nào để mà Khải dám khẳng định là võ Hoàng Nghiên là tên bị vợ. Bây giờ trở lại cái trường hợp của Ma Sơ Vui Vẻ cũng vậy, kính thưa quý vị. Thì tại sao Khải lại nói rằng là bà Nguyễn Phương Hằng đừng nên dây dưa, đừng nên hợp tác và là trở thành đồng minh của Ma Sơ Vui Vẻ? Thì thật sự Khải hôm nay Khải mới nói như vậy là nó sẽ đi ngược lại với những gì những người mà đang bảo vệ, đang ủng hộ bà Nguyễn Phương Hằng đang lan truyền trên mạng xã hội, điển hình là nhân vật Nhâm Hoàng Khang. Tức là họ vẽ ra những cái thuyết âm mưu và họ cho rằng là bà Ma Sơ Vui Vẻ, cái nick Ma Sơ Vui Vẻ, bà Nguyễn Thị Thu Hương này là đang phối hợp với những thế lực thù địch, Đặng Việt Tân, nhà báo Lê Nguyễn Hương Trà, Thái Văn Đường gì đó, đại khái như vậy, người buôn gió Lê Thanh Hiếu, để mà gài bẫy Lê Dũng Vô Qua, gài bẫy bà Nguyễn Phương Hằng để mà sau này chụp mũ cho bà Nguyễn Phương Hằng là thân hiểu của Đặng Việt Tân, là sẽ tìm cơ hội điều kiện để mà kết nối, để mà gọi là vu khống chụp mũ, tức là chụp hình hoặc là liên lạc message, gửi những cái tin nhắn liên lạc với bà Nguyễn Phương Hằng để mà tạo điều kiện cho những thành phần là phản động trong dấu ngoặc kép nha, tức là những thế lực thù địch giống như là người buôn gió, giống như Lê Dũng Vô Qua, giống như Lê Nguyễn Hương Trà, để mà làm quen, để mà kết bạn với bà Nguyễn Phương Hằng, rồi trao đổi, rồi sau này họ sẽ thu thập, lưu trữ những cái tin nhắn, những cái cuộc trao đổi, những cái nội dung trao đổi đó để mà sau này để mà tống tiền, để mà gọi là phục vụ những cái ý đồ của họ. Thì cái chuyện đó lại là một cái đề tài khác. Tạm thời Khải chưa có dám khẳng khái để mà phủ nhận, để mà gạt đổ, để mà phản đối, tức là ý đó là phản bác lại cái giả thuyết đó. Tạm thời Khải bỏ qua một bên, nhưng mà Khải chỉ có thể nói với các bạn là đó không phải là cái cơ sở để mà Khải dựa vào đó để mà Khải khuyên bà Nguyễn Phương Hằng đừng hợp tác với cái nick Ma Sơ Vui Vẻ. Khải chỉ có thể nói như vậy. Đơn giản là Khải thấy là cái qua cái cuộc nói chuyện của bà Nguyễn Phương Hằng thì đã củng cố, đã xác nhận được riêng đối với Khải những cái giả thuyết của Khải. Tại vì giống như Khải nói, cái nick Ma Sơ Vui Vẻ này thì trước đó
Thải không có theo dõi nhiều. Khải lâu lâu vô tình tự nhiên trên cái YouTube của Khải nó có hiện lên cái những cái lời giới thiệu cái những cái chương trình của Master Vui Vẻ. Nhưng mà Khải mở lên Khải xem cũng giống như ông Ngô Kỵ thôi. Khải xem được vài phút và Khải phải coi như là Khải phải bỏ đi thôi, Khải không thể nào xem tiếp được. Tại vì Khải thấy thứ nhất là cái lối trình bày, thứ hai là giống như Khải đã từng khoe khoang với các bạn qua mấy chục năm gọi là chui dạt trên mạng xã hội, thì Khải cũng có tích lũy được một số kinh nghiệm, có cái khả năng chiếu yêu rồi. Thành ra cái ấn tượng ban đầu giống như bà Nguyễn Phương Hằng nói, cái giác quan thứ sáu, cái trực giác tiếng Anh đó là cái gut feeling của mình á, nó gọi là hơi khoe khoang, gọi là nhạy bén, nó thì mình có cái khả năng để mình phán đoán rất là nhanh. Tức là mình chỉ cần nghe qua xem qua một tí xíu là mình có đủ cái tự tin, có đủ cái khả năng để mà mình phán đoán, mình kết luận là cái nhân vật này có đáng tin hay không, những cái thông điệp, những cái luận điểm đó nó có giá trị hay không, nó có đáng để mình bỏ thời gian mình xem cho hết, theo dõi hay không. Thì phải trước khi mà cái nick Master Vui Vẻ này mà tham gia vô cái sự kiện của bà Nguyễn Phương Hằng đó, thì Khải cũng có thấy trên cái YouTube, nhưng mà Khải không có phải là người theo dõi bà ta, và Khải có lỡ xem được vài mấy chục giây, vài phút là Khải bỏ thôi. Nhưng giống như Khải nói, sau khi mà bà ta tham gia thì Khải phải theo dõi những cái chương trình của bà ta thực hiện, không sót một giây. Đó là cái nguyên tắc làm việc của Khải. Tại vì Khải đã nói, khi mà Khải quyết định, Khải đã từng công bố với các bạn, công bố với Bắc Cường, mà Khải nói là trong thời gian tới cái nick Master Vui Vẻ này sẽ là đối tượng Khải đem ra mổ xẻ, đem ra phân tích, hoặc là sẽ trở thành đối thủ của Khải trong thời gian tới. Thành ra nếu mà Khải đã xem cái đó là đối tượng, đối thủ của mình, thì dứt khoát không giống như Ngô Kỵ. Nếu mà Khải muốn phản bác, Khải muốn đối đầu với nhân vật nào, thì Khải phải tìm hiểu, Khải phải thu thập thông tin, Khải phải nắm bắt được tất cả, nếu mà không tất cả thì càng nhiều dữ liệu, càng nhiều thông tin về họ, càng nhiều càng tốt. Mà nếu không có được thông tin thì ít nhất tất cả những gì họ công bố, đúng không ạ, họ công khai tuyên bố trình bày, tức là những cái chương trình livestream của họ, thì bắt buộc Khải không thể nào xem sót một giây nào hết, thì Khải mới đủ tự tin để mà Khải tuyên chiến, để mà Khải cho rằng là Khải có đủ tư cách để mà Khải nói về họ, Khải mới có đủ tư cách để mà Khải phân tích, Khải nhận định, Khải kết luận, Khải phán đoán, đưa ra những cái lời phán đoán mà Khải nghĩ là nó có giá trị. Chứ còn mình không thể ăn ốc nói mò, mình nói tao không thích thằng đó không có là cái gì, thằng đó ngu si, thằng đó này nọ, nhưng mà mình chưa bao giờ nghe người ta nói, chưa bao giờ mình đọc những cái gì người ta viết, mình chưa bao giờ mình gọi là gì đó, mình nghiên cứu những cái là luận điểm của người ta, thì mình chỉ có thể nói là cái người đó là tôi không quan tâm, tôi chưa bao giờ tôi theo dõi chấm hết, chứ mình không có tư cách để mà mình thẩm định, mình phê phán người ta. Thì đó là lý do tại sao phải nói cái nick Master Vui Vẻ này phải xem không thiếu một giây, tại vì có vài chương trình thật xem đi xem lại nữa. Thì trở lại, các bạn còn nhớ cách đây vài hôm Khải có nói rồi, Khải không phải khoe, giả dụ như cái trường hợp Khải nói Formosa thì chỉ một cái hình một con cá chết trên bãi biển, thì nó cũng góp phần, nó là một trong những cái chi tiết để mà nó góp phần là trở thành cái cơ sở để mà Khải dựa vào đó
phải căn cứ vào những cái chi tiết như vậy để mà phải đi đến cái kết luận. Thì cái trường hợp của Master Vui Vẻ cũng vậy. Các bạn còn nhớ Khải nói là có những, đối với Khải, có những cái chi tiết nó chỉ cần 1/10 giây thôi, chỉ cần một ánh mắt, chỉ cần một cái nhếch môi, đúng không ạ? Chỉ cần một cái liếc mắt, hoặc là chỉ cần một câu từ, một chữ. Giống như Khải nói, khi mà làm thơ thì mình, cái thú làm thơ là chọn chữ, đúng không ạ? Tại vì ngoài cái vấn đề vần điệu thì mình có rất nhiều chọn lựa để nói lên một cái thông điệp đó, nói về một cái sự kiện đó, nói về một cái vật thể, con người nào đó, nhưng mà có rất nhiều cái từ để mà mình có thể chọn. Tại sao mình lại dùng từ này mà không dùng từ kia? Thì cái thưa quý vị, trong cái trường hợp của Master Vui Vẻ đó, là phải có thể nói ngắn gọn như vậy. Khi mà Master Vui Vẻ bắt đầu lên nói về Nguyễn Phương Hằng, thì cái mà tạo ấn tượng cho Khải đó là bà ta nói về Nguyễn Phương Hằng, bà ta dùng cái từ cuồng cuộn. Mà các bạn biết rồi, cái từ cuồng cuộn đó thì bất kỳ ai bắt đầu theo dõi cái sự kiện Nguyễn Phương Hằng đều biết, đúng không ạ? Thì rõ ràng cái khi mà theo dõi cái sự, cái bà Nguyễn Phương Hằng bắt đầu lên Facebook đăng cái start, cái tút để mà tố cáo ông Võ Hoàng Yên, và sau đó cái lần đầu tiên bà đăng đàn, đúng không ạ? Rồi sau đó bên phía Võ Hoàng Yên tung ra cái clip, thì rõ ràng gần như là có hai phe, phe bên, phe chồng. Cái phe bên, hoặc là khoan nói phe bên đi, phe chồng, tức là cái phe mà lên án Võ Hoàng Yên, trong đó có Khải, thì rõ ràng là lên án Võ Hoàng Yên và công nhận và chấp nhận hoặc là tin tưởng, ủng hộ cái lời tố cáo của bà Nguyễn Phương Hằng, tạm gọi là phe đó. Giống như Khải nói, nếu mà nói là ủng hộ bà Nguyễn Phương Hằng không thì nó chưa có chính xác, tức là nó chỉ là nửa ổ bánh mì thôi. Tại vì Khải nói là cái phe bên bà Nguyễn Phương Hằng, ngưỡng mộ bà Nguyễn Phương Hằng, ủng hộ bà Nguyễn Phương Hằng, thần tượng bà Nguyễn Phương Hằng thì không có Khải. Khải không hề nói Khải thần tượng bà Nguyễn Phương Hằng. Khải chỉ nói là Khải ủng hộ, Khải đã xem xét cái lời tố cáo và Khải chấp nhận, Khải công nhận cái lời tố cáo và Khải gọi là gì? Khải ủng hộ cái lời cáo buộc. Tức là đối với Khải, cái lời cáo buộc của bà Nguyễn Phương Hằng là hoàn toàn đúng đắn. Tức là Võ Hoàng Yên là một thằng bịt bợm, một tập đoàn lừa đảo. Rồi những cái thành phần thần tượng bà Nguyễn Phương Hằng lại là một chuyện khác. Nhưng mà ngược lại thì có những cái thành phần là chống đối bà Nguyễn Phương Hằng hoặc là ủng hộ Võ Hoàng Yên, thì cũng như bên kia, thì có thành phần là ủng hộ, có thành phần là bán tín bán nghi, có thành phần là thôi cứ chờ, wait and see. Đó mới chỉ là lời tố cáo một chiều, chưa có phán quyết của tòa án, chưa có kết luận của cơ quan công quyền, thì chưa có quyền lên án, phê phán hoặc là xử tội Võ Hoàng Yên, thì lại là một chuyện khác. Nhưng mà trong cái thành phần đó có một thành phần rất nhỏ là tấn công bà Nguyễn Phương Hằng, và họ tấn công, họ coi thường, họ lên án bà Nguyễn Phương Hằng. Thì các bạn biết là Tiểu Trung, cái gần như là họ căn cứ dựa vào cái cơ sở nào, là cái đoạn ghi âm đó thôi. Tức là họ dựa vào cái đoạn ghi âm đó để lập luận cho rằng bà Nguyễn Phương Hằng vì mê ông Yên mà không được đáp ứng, thành ra là ý nói là vì vấn đề tự ái, thành ra bây giờ là vấn đề trả thù, tức là muốn triệt hạ Võ Hoàng Yên để mà thỏa mãn cái lòng thù hận vì không được gọi là tình yêu mình không được gọi là gì, nói chung là vì vấn đề cá nhân, đúng không ạ? Mà nói chung là từ cái đoạn thuyết có là cái lập luận đó thì nó dựa trên cái đoạn ghi âm đó, và cái đoạn ghi âm đó, cái từ mà được mọi người nhớ nhiều nhất là cuồng cuộn,
và những cái người mà lên án chống đối bà Nguyễn Phương Hằng, tấn công đả kích thóa mạ bôi nhọ bà Nguyễn Phương Hằng thì gần như là họ dựa vào cái từ khóa cuồng cuồng, đúng không ạ? Bởi vậy Khải mới nói là cái lần mà đầu tiên Khải thấy ma sơ vui vẻ đó, Nguyễn Thị Thu Hương mà nói về bà Nguyễn Phương Hằng đó, thì bà ta dùng cái từ cuồng cuồng. Mà giống như Ngô Kỷ nói, tôi không quan tâm anh nói cái gì, mà tôi quan tâm đến cái giọng điệu, cái cách thể hiện của anh, đúng không ạ? Thì Khải có thể nói với các bạn biết là Khải không có nông cạn, hời hợt đến cái độ mà chỉ có nghe bà nói là cuồng cuộn rồi cho rằng là ồ, bà này bà coi như là xem thường Nguyễn Phương Hằng. Khải muốn giải thích cho các bạn biết Khải là bất chỉ số. Bây giờ Khải nói giọng rất là lai rồi, tức là Khải nói Nam không ra Nam, Bắc không ra Bắc, mà Mỹ không ra Mỹ, Việt không ra Việt, Tàu không ra Tàu, Khải lai nhiều lắm rồi. Nhưng Khải lớn lên trong cái nôi Bắc chỉ số. Tức là anh Thomas Tàu bây giờ anh Khải nhớ gần đây hồi đó anh còn gặp Khải, nói thằng này bây giờ nó nói giọng lai hết rồi. Có nghĩa là gia đình Khải đó là Bắc chỉ số. Chưa kể những người thân họ hàng xa của Khải á, Bắc Kỳ rạch rốn lắm, mặc dù Bắc Kỳ 54 nhưng mà có truyền thống Bắc Kỳ thâm nho nhỏ đích. Thành ra các bạn nào biết dân Bắc Kỳ đó, Khải có cái khả năng, mặc dù bây giờ Khải rất ghét, các bạn nào theo dõi Khải thì biết Khải bị coi rằng là ruột để ngoài da, đúng không ạ? Tức là ăn nói bố bả một trực, có sao nói vậy, không biết giấu giếm, thẳng ruột ngựa. Tại vì Khải chọn, Khải thích như vậy, Khải chọn lựa cái lối sống, cái lối suy nghĩ, cái lối hành xử như vậy. Có sao nói vậy người ơi, thẳng thắn, bộc trực, không có ăn đằng sống nói đằng gió, không có gọi là xỏ xiên lương lẹo lấp liếm bóng gió. Khải ghét nhất là bóng gió, Khải không bao giờ mà có cái chuyện bóng gió. Nhưng các bạn nào để ý qua cái sinh hoạt trên cộng đồng mạng cái thời mà 5-10 năm trước đó, cái lúc đó mà còn hay là chưa có video trực tuyến đó, mà chỉ có mới gọi là text message đó, tức là gửi thông điệp tin nhắn đó, hoặc là trao đổi, phải nói là trên mấy cái diễn đàn trên mạng đó, là qua hình thức là đánh máy thôi, thì có cái từ giống như bây giờ, hồi xưa bây giờ các bạn hay dùng emoticon, đúng không ạ? Qua những cái biểu hiện, thì hồi xưa có hai cái từ mà được dùng nhiều nhất đó, mà Khải ghét nhất đó, các bạn biết từ gì không? Cái từ là just kidding là chữ J và chữ K, là ồ, nói giỡn thôi. Thì Khải để ý đó, có rất nhiều người dùng cái từ đó, just kidding, giỡn thôi, đùa thôi nha. Nhưng có những cái thành phần mà Khải ghét nhất là dùng cái từ đó để mà che giấu, để mà be bờ, để mà làm cái bình phong che đậy cho cái gọi là cái tội ác, cái sự khiếm nhã, cái sự gọi là aggressiveness, tức là mình muốn chửi người khác, mình muốn tấn công người khác, mình muốn thóa mạ người khác, nhưng mà mình nói xong rồi mình lại thầm một cái chữ ồ, nó vẫn chơi thôi. Thì như vậy chứng tỏ là mình không có quân tử, mình gọi là thiếu thành thật, mình gọi là tiểu nhân, mình hèn hạ, mình dám làm mà không dám nhận. Thì thời xưa đó, Khải sinh hoạt trên những cái diễn đàn đó, Khải gặp trường hợp đó nhiều lắm, và Khải đã từng lên án cái trường hợp đó là just kidding. Khải nói nếu mà giống như Khải đã không thích người nào, Khải đã muốn lên án người nào, giống như Khải lên án Tam Nhân Bang, lên án Chí Tà, thì Khải tuyên chiến, Khải thẳng thắn công khai lên án, chứ không có cái chuyện nửa đùa nửa thật,
nửa đùa nửa thật, thì cái trường hợp của Ma Sơ Vui Vẻ nó là như vậy. Khải phải công nhận cái Nguyễn Thị Thu Hương, cái nick Ma Sơ Vui Vẻ này đó, nói về bản lãnh đó, thì Khải phải nói là bản lãnh là rõ ràng là, nếu về đẳng cấp đó, về bản lãnh đó, thì phải nói là siêu việt, siêu việt. Các bạn phải hiểu, không phải tự nhiên mà bà ta trở thành một cái hiện tượng, mà dùng cái từ bây giờ nói là, nói thẳng ra là có bản thân Khải bây giờ, cái nick Ma Sơ Vui Vẻ Nguyễn Thị Thu Hương cũng có nhắc đến, để mà cho các bạn hiểu là có cái khả năng là bà Nguyễn Phương Hằng là vì không chấp nhận để cho cái nick Nguyễn Thị Thu Hương này xoán ngôi, mà trong mấy ngày trước họ gọi là những cái thành phần mà lưu manh, mà coi như là nhạy bén, biết biết cơ hội chủ nghĩa, biết nắm bắt thời cơ đó, mà tiếng Anh nó gọi là hijack, tức là bà Nguyễn Phương Hằng bả khởi động cái sự kiện này, bả đưa cái uy tín, danh dự, đời sống, tương lai, sự nghiệp của mình ra để đánh đố, để mà đánh cược, để mà tố cáo Võ Hoàng Yên, để mà lên tiếng phát động cái phong trào này. Nhưng mà cái nhân vật Nguyễn Thị Thu Yên này lại nhạy bén đến cái độ mà cướp thời cơ, để cướp mọi cờ đầu, để xoán môi, để trở thành gọi là nhân vật chính trong thời gian vừa qua. Các bạn còn để ý là bà Nguyễn Phương Hằng bà nói mà, bà nói tự nhiên bây giờ bà lại kêu tôi thôi bây giờ thôi đừng livestream nữa, về vui với chồng con đi, lâu lâu lên ca hát cho vui thôi, còn để cho bà làm nhân vật chính, để cho bà mỗi ngày lên livestream vài lần. Mà các bạn nào để ý là nhiều người đã nói rồi, bà này bà tạo một cái thành tích, một kỳ tích mà những người làm YouTuber hàng triệu người, mấy chục triệu người Việt Nam làm YouTube đều mơ thôi, chỉ có vài người thực hiện được thôi, là đoạt được, đạt được, nhận được cái nút bạc, nhận được cái nút bạc trong vòng có một tháng thôi, trong vòng có vài tuần thôi là đã đạt được cái nút bạc. Và Khải nghĩ chỉ có vài người giống như là Võ Hoài Linh mới có khả năng mà vượt qua được cái kỳ tích, mà có thể làm được cái là tạo được một cái thành tích như vậy thôi. Vài người có thể làm được cái chuyện đó thôi. Nhưng các bạn nào để ý kỹ là bà này đó, sau khi bà nhận được cái nút bạc đó, tức là trong một cái vài tuần mà đã có trên 100.000 người đăng ký subscribe, được YouTube trao nút bạc, thì bà ta còn công bố là quý vị ủng hộ Ma Sơ nữa đi, để Ma Sơ có nút vàng. Tức là cái tham vọng của bà ta là muốn có nút vàng, tức là có 1 triệu subscriber, có 1 triệu người đăng ký. Và theo cái, nếu mà các bạn nào đi ngược lại khoảng cách đi 1 tuần 2 tuần đó, thì khi mà bà ta mới nhận được cái nút bạc đó, bà ta nói là thôi bây giờ đăng ký nữa đi để bà ta có nút vàng. Thì các bạn phải hiểu đó, là cái tham vọng của bà ta nghĩ rằng là bà ta có thể có được nút vàng giống như Hoài Linh, và cũng chỉ trong vòng thời gian vài tuần vài tháng nữa thôi bà ta sẽ có được nút vàng. Và bà ta lại còn khuyên cô Nguyễn Phương Hằng thôi về ở ẩn thôi, chị đã là đóng, đã hoàn thành cái vai trò của chị rồi, bây giờ chị rút lui đi để nhường sân khấu cho tôi, để tôi có được cái nút vàng. Thì các bạn phải hiểu đó, những cái giới mà làm YouTuber như Khải, bao nhiêu người làm YouTube, làm truyền thông đó, thì trừ những cái người đã có tên tuổi như Võ Hoài Linh nha, Khải không nói, thì bao nhiêu triệu người làm truyền thông, làm YouTube, thì cho đến giờ này theo Khải biết chỉ mới có một nhân vật, một kênh YouTube làm truyền thông, làm YouTube đạt được cái mốc, nhận được nút vàng là Phố Bosa TV. Mới một mình Phố Bosa TV nhận được nút vàng thôi. Mà Phố Bosa TV cũng giống như bà Nguyễn Phương Hằng, phải hy sinh, cống hiến, lao động cần cù,
kiên định lập trường, giữ vững, đúng không ạ? Tức là nó gọi là discipline, tức là rất là kỷ luật để mà đeo đuổi, cần cù, cần mẫn, chuyên nghiệp, làm việc. Tức là anh ta bỏ cái công việc chính thức ở Hoa Kỳ, tức là làm việc có bằng cấp, có lương trong một cái công ty ở Hoa Kỳ, tức là lương mấy chục ngàn, cả trăm ngàn đô la một năm, bỏ công việc để mà đeo đuổi làm YouTube, mà phải mười mấy năm cho đến mới đây mới nhận được cái nút vàng, tức là có được trên 1 triệu người đăng ký thôi. Mà bà cái Nick Mercer vui vẻ này chỉ trong vòng vài tuần bà ta đã dám tuyên bố là đăng ký để cho bà ta có cái nút vàng. Thì các bạn phải biết là cái tham vọng của bà ta đến cỡ nào. Nhưng mà Khải cũng phải công nhận, tức là Khải đâu ra đó, không phải là vì Khải coi bà ta là đối thủ là Khải tìm cách Khải dìm hàng bà ta. Khải phải công nhận, nếu mà nói đến về cái trình độ, cái bản lãnh, cái khả năng của Nick Mercer vui vẻ, Nguyễn Thị Thu Hương, thì Khải phải công nhận là bà ta có khả năng để thực hiện được cái chuyện đó. Có nghĩa là bà ta đạt được cái mốc nút vàng và có khả năng đạt được cái mốc nút vàng nếu mà không bị bà Nguyễn Phương Hằng coi như là công khai vạch mặt hoặc là công khai tuyên chiến để mà nói rằng là không, chị không, đừng có mơ cái chuyện mà chị gạt tôi qua một bên để chị xoán môi của tôi. Tôi là cái người mà phát động cái công việc này, tôi là nhân vật chính, mà tôi là đánh cược cái tương lai, tôi là đã chấp nhận hy sinh cái danh dự của tôi, mà bây giờ là chị lại kêu là chị đòi cướp ngọn cờ đầu, chị trở thành nhân vật chính để mà chị có cái kênh YouTube, để mà chị có nút vàng, và chị kêu tôi về nhà vui vui thú điền viên với chồng con. Và giống như bà Nguyễn Thị Thu Hương, bà đưa ra cái nhận định và Khải đồng ý là chị Nguyễn Phương Hằng không hề xem nhẹ cái công việc làm YouTube. Khải nghĩ cái đó lại là một cái chương trình khác để mà Khải có thể chia sẻ, Khải phân tích với các bạn là cái công việc YouTube này nó có liên quan đến cái mà Khải nói đó, đang từ con rối trở thành người giật dây. Có nghĩa là nếu mà chị Nguyễn Phương Hằng, nếu mà thật sự có từng một thời là nạn nhân, là con mồi, là công cụ, thì nhờ vào cái khả năng, nhờ vào cái thành tựu trên YouTube, chị có thể trở mình đang là một con mồi, đang là một nạn nhân, đang là một con rối, biến thành một trụ cột. Tức là không phải một siêu sao chưa là cái gì hết. Đang nói là đang trở thành một cái thế lực, trở thành là người giật dây, trở thành lãnh tụ phong trào, trở thành một tiếng nói bao trùm. Hoặc là trở có một cuộc sống, trở thành một siêu sao. Các bạn phải biết có nhiều người tỷ phú, khi mà mình có tiền rồi thì mình gì cũng cần danh. Thì cái danh vọng trở thành là nữ hoàng YouTube thì rõ ràng không phải ai cũng đạt được. Thành ra bà Hương bà nói đúng, chị Nguyễn Phương Hằng không thể nào mà dễ dàng mà bỏ cuộc, mà bỏ cuộc chơi chỉ vì chính quyền không muốn chị nổi tiếng, không muốn chị có một cái tiếng nói, có một cái ảnh hưởng bao trùm. Chị Nguyễn Phương Hằng, bà Nguyễn Phương Hằng bà không dễ gì bà nhường cái ngôi nữ hoàng YouTube này cho bất kỳ ai khác. Tại vì bây giờ không biết là ngay bước đầu bà Nguyễn Phương Hằng đã có cái tham vọng đó chưa, nhưng mà rõ ràng bây giờ bà Nguyễn Phương Hằng có khả năng trở thành nữ hoàng YouTube của Việt Nam thì không dễ gì Nguyễn Phương Hằng mà nhường cái ngôi vị đó cho ai khác hết. Kể cả bây giờ phải chọn lựa giữa ông Huỳnh Uy Dũng, tổng giám đốc công ty Đại Nam, cái vai trò tổng giám đốc công ty Đại Nam với cái vai trò nữ hoàng YouTube. Phải xin lỗi nếu mà các bạn kêu Nguyễn Phương Hằng chọn, chưa chắc là bà Nguyễn Phương Hằng
sẽ bỏ rơi cái ngôi vị nữ hoàng YouTube. Đó là chưa kể nếu mà các bạn nào mà thật sự mà suy nghĩ rằng là cái giống như bà Nguyễn Phương Hằng bà nói là Võ Hoàng Yên mới là cái thật sự ngay từ đầu đến cuối là đối thủ, là cái mục đích, cái trọng tâm duy nhất, đúng không ạ, cái cứu cánh duy nhất trong cái công cuộc mà cái phong trào tố cáo này, thì thật sự nếu mà các bạn nào để ý nha, bây giờ đi theo cái thuyết gọi là bà Nguyễn Phương Hằng bà muốn trả thù Võ Hoàng Yên, thì xin lỗi các bạn, cái vấn đề mà nói rằng là phải tìm cách là tố cáo để Võ Hoàng Yên đi tù chưa chắc là có ý nghĩa, mà nó gọi là có thỏa mãn, nó có giá trị bằng cái kết cục là bà Nguyễn Phương Hằng sẽ trở thành nữ hoàng YouTube của Việt Nam trong tương lai. Tại vì các bạn còn nhớ, thứ nhất là giả dụ người phụ nữ khi mà người ta bị tình phụ, tức là người ta tỏ tình mà bị khước từ, đúng không ạ, bị từ chối, thì cái gọi là cái cảm nhận tại sao nó dẫn đến cái sự uất ức, cái sự thù hận, là người ta cảm thấy người ta bị coi thường, đúng không ạ, nếu vậy là mày chê tao không đẹp bằng con vợ mày, mày có người khác đẹp hơn tao à, hoặc là tao không có này nọ. Mà các bạn còn nhớ là bà Nguyễn Phương Hằng từng nói là Võ Hoàng Yên khoe với bà ta là YouTube Việt Nam mở lên là cái từ khóa Võ Hoàng Yên là luôn luôn đứng đầu, number one, đúng không ạ? Thành ra cái mà bà bây giờ bà ta có quyền tự hào, phải không, biết là ngay từ đầu bà ta đã quyết định muốn phải thực hiện được cái chuyện này hay không, muốn đạt được cái danh hiệu này hay không. Nhưng mà rõ ràng bây giờ bà ta có quyền ngẩng cao đầu chỉ mặt Võ Hoàng Yên, nói mày bây giờ mày là con số 0, Nguyễn Phương Hằng bây giờ mới là nữ hoàng của YouTube, còn mày có mấy ngàn cái clip thì chẳng qua là mày có cả nguyên một cái tập đoàn để lăng xê mày, trả tiền cho YouTube để mà YouTube nó tung hô, nó lăng xê mày, nó dùng cái thuật toán để mà nó đôn mày lên, đúng không ạ? Tức là mày bịt bợ, mày lừa đảo, mày cho người thực hiện mấy ngàn cái chương trình YouTube, rồi mày tung hô, mày tự lăng xê mày lên. Thì cũng có một thời Võ Hoàng Yên là chiếm sóng YouTube, nhưng mà là phải dùng những cái trò mèo. Mà thực sự Khải còn không biết Võ Hoàng Yên là ai. Trong khi đó bây giờ bà Nguyễn Phương Hằng, bà có quyền tự hào, bà nói tao bây giờ Nguyễn Phương Hằng đã nổi tiếng hơn Võ Hoàng Yên, đã được nhiều người biết hơn Võ Hoàng Yên, được nhiều người đăng ký, nhiều người theo dõi, nhiều người ủng hộ hơn Võ Hoàng Yên. Thì đó là một cái sự gọi là trả thù thâm thúy, gọi là tiếng Anh nó gọi là cái gì đó, tức là revenge, là best served cold, tức là cái cách trả thù đó nó hiệu quả nhất, nó sung sướng nhất, chứ không, chưa chắc là bây giờ bả cần Võ Hoàng Yên phải đi tù, mà cái bả bây giờ nổi tiếng trên YouTube hơn Võ Hoàng Yên là một cái sự, là nó tạo một cái sự thỏa mãn. Đó là một hình thức trả thù một cách văn hóa, một cách thâm thúy, một cách tinh vi nhất. Bởi vậy Thầy mới nói là cái chuyện mà bà Nguyễn Phương Hằng bả không có dễ gì mà bả từ bỏ cái vị thế, cái vai trò hiện giờ của bạn trên cái gọi là lĩnh vực, đúng không ạ, YouTube. Bây giờ trở lại cái vấn đề cuồng cuồng của Nguyễn Thị Thu Hương, thì giống như Khải nói, Khải không chỉ đơn giản là Nguyễn Thị Thu Hương dùng cái từ cuồng cuồng, mà Khải
đã nói ngay từ đầu Khải theo dõi, và khi Khải theo dõi thì Khải tập trung cao độ. Chỉ cần một cái ánh mắt, một cái nụ cười, một cái nhếch môi, một câu nói, một cái âm điệu cao thấp, nhanh chậm, thì Khải đã có thể có những cái cảm nhận rồi. Thì Khải có thể nói thẳng với các bạn, bây giờ bà Nguyễn Phương Hằng bả lộ bài rồi thì Khải không có ngại gì để mà Khải nói. Có nghĩa là ngay từ đầu Khải đã cảm thấy Nguyễn Thị Thu Hương không có coi Nguyễn Phương Hằng ra gì hết, không có sự tôn trọng, không có sự kính trọng, không có sự ngưỡng mộ. Tức là những người như Khải nhìn qua thấy là Nguyễn Thị Thu Hương đánh giá Nguyễn Phương Hằng không cao, không có sự ngưỡng mộ, nếu mà không nói là có sự khinh khi, hoặc là ghen tị, hoặc là khinh mạng. Mà bây giờ chính bà Nguyễn Phương Hằng bà đã xác nhận, và nếu mà các bạn nào xem những cái chương trình mới đây của Nguyễn Thị Thu Hương thì Nguyễn Thị Thu Hương có những lúc lại vớt vát, nói ngược lại, tìm cách xoa dịu, tìm cách lấy lòng, tìm cách hòa hoãn, cầu hòa. Nhưng có những lúc không kiềm chế được thì Nguyễn Thị Thu Hương đã bộc bạch ra hết rồi, đã nói ra hết cái cảm nghĩ của mình về Nguyễn Phương Hằng. Thì Khải không phải khoe, nhưng những cái lời thú tội, những cái nó gọi là revelation, tức là cái sự là bày tỏ bộc bạch đó, mà trong vô thức mình vô tình mình tiết lộ ra cái suy nghĩ của mình về người khác đó. Mình không cố ý, nhưng mà mình vô tình mình bộc lộ những cái suy nghĩ thật sự của mình. Thì bà Nguyễn Thị Thu Hương bả bộc bạch ra sau khi bà Nguyễn Phương Hằng tố cáo, đưa ra cái bằng chứng là bà Nguyễn Thị Thu Hương đã đằng sau lưng, đã trao đổi tin nhắn với những người khác, gọi bà Nguyễn Phương Hằng là con cuồng cụ, con đỉ mê hát rồi này kia. Thì Khải xin lỗi, những cái đó Khải đã có những cái cảm nhận đó rồi. Đó là cái cảm nhận của Khải rồi. Đó là những cái suy nghĩ của Nguyễn Thị Thu Hương đối với Nguyễn Phương Hằng. Và sau này, mặc dù có những lúc thì bà Nguyễn Thị Thu Hương bà lại chối, bà nói không, chị sẽ không bao giờ nói xấu em đâu, bây giờ em cứ việc lên, em không cần xin lỗi chị, nếu xin lỗi chị thì càng tốt, nhưng mà không xin lỗi thì chị việc nói là thôi, bây giờ em hiểu lầm chị thôi, bây giờ nứt sông không phải nứt giếng thì chị cũng không bao giờ mà chị nói xấu em này kia. Nhưng có những lúc Nguyễn Thị Thu Hương không kiềm chế được thì đã nói toạc ra hết rồi, đã nói thẳng ra hết những cái suy nghĩ thật sự của Nguyễn Thị Thu Hương về Nguyễn Phương Hằng. Thì Khải đã nói là Khải đã có cảm nhận được những cái ý tưởng, những cái suy nghĩ đó rồi, từ cả tháng nay rồi, chứ không phải mới đây. Bây giờ là hai bên gọi là lên tố cáo nhau thì nó chỉ xác nhận, đúng không ạ? Nó gọi là nó confirm, nó củng cố, nó xác nhận những cái gọi là cảm nhận, cái kết luận riêng của Khải thôi. Thì bây giờ Khải chia sẻ với các bạn là như vậy. Thì ngoài cái vấn đề cuồng cuộn đó, giống như Khải nói, cái chữ cuồng cuộn này Nguyễn Thị Thu Hương dùng là trong cái chương trình, nếu mà không là chương trình đầu tiên thì trong một vài chương trình đầu tiên thôi, khi mà bắt đầu nói về Nguyễn Phương Hằng. Tức là nếu người nào tinh ý lắm mới biết, tức là không phải bà ta chửi Nguyễn Phương Hằng, lúc đó là bà ta nói vẫn là nịnh bợ, vẫn là muốn là đu trend, nhưng vô tình bà ta dùng cái từ cuồng cuộn. Tại vì Khải nói là trở lại đi xa hơn, nhìn con voi tổng thể, thì Khải qua cái sinh hoạt trên cái chốn gió tanh mưa máu ở Busan này đó, thì các bạn biết rồi, Khải đã từng có dịp để mà quan sát, để mà chiêm nghiệm, để mà trải nghiệm, để mà giao lưu đối đầu với những là kỳ nhân dị sĩ ở Busan. Thì Khải có thể nói với các bạn, người Việt Nam ở Busan và Nguyễn Thị Thu Hương có một số những cái nhân vật đó, tức là họ không quan tâm đến vấn đề là quốc gia cộng sản, đạo Phật, đạo Công giáo, chính tà cái gì đó, họ không quan tâm. Nếu mà nói là cái tôi hoặc là cái
cái ý nữa là cái ego. Nếu mà nói là cái lợi riêng tư của họ, đúng không ạ, danh lợi riêng tư, rồi tiểu chung lại giống như bắt đầu thấy cái đấy của vấn đề chỉ là cái ego cá nhân, cái tôi thôi, chỉ thành phần như là Ngô Kỷ, như là Nguyễn Phương Hùng, như là Nguyễn Thị Thu Hương. Thì các bạn đừng bao giờ nói vấn đề tình nghĩa, nói vấn đề lý tưởng, nói vấn đề tổ chức gì với họ hết đó. Họ không quan tâm. Ngày hôm nay họ có thể ca tụng bạn, họ ngồi ăn với bạn. Ngày mai họ có thể chửi lên đồng cha của mình. Không có một cái nguyên tắc, không có một cái gọi là đạo lý, tình nghĩa gì ở đây hết. Họ chỉ có cái ego, cái tôi của họ thôi. Và cùng lắm, giả dụ như trường hợp Nguyễn Thị Thu Hương thì là có anh chàng hội, có người con mang bệnh xương thủy tinh, hoặc là Nguyễn Phương Hùng thì có thể là có gia đình vợ con, hoặc là hẳn không biết Ngô Kỷ là bây giờ nói là con chó lứt kỳ gì đó. Thì đại khái cùng lắm ngoài cái tôi của họ thì họ chấp nhận là cái sự mà cái người thân thiết nhất, cái gì gần gũi nhất với họ, và họ đã chấp nhận là giống như họ, thuộc về họ, thì họ mới có cái sự gắn bó, mới có cái tình nghĩa thôi. Còn ngoài ra không có cái quan hệ, không có cái loyalty, tình nghĩa, không có cái nguyên tắc hành xử, không có cái kỷ cương gì trong đây hết. Họ chỉ có cái tôi của họ thôi. Cái gì mà cái đó Khải nghĩ là hình như trong y học đó, trong tâm lý học nó có cái từ là sociopath, tức là những cái thành phần mà các bạn thấy là tội phạm, giết người hàng loạt, ú dâm, giết người một cách dã man, là không phải tự nhiên họ như vậy đâu. Tức là những thành phần đó, cái dây thần kinh, có một số những cái dây thần kinh nào của họ đó, nó bị không phải lệch pha, tức là dây nhợ nó hơi bị chạm dây làm sao đó. Tức là họ không có cái cảm, họ không có cái khả năng để mà nhận thức được tội ác, nhận thức được cái sự vô cảm, nhận thức được, tức là họ không có khả năng để mà cảm thông, empathize, sympathize, không có cái khả năng để mà thông cảm, để mà thương cảm, để mà thương người khác. Tức là giả dụ họ có thể, người khác chỉ cần nói đụng đến họ, tổn thương họ, gây bất lợi cho họ, nếu mà họ giết được người đó mà không có gánh hậu quả, có nghĩa là giả dụ bây giờ không có camera, không có nhân chứng, mà cái người đó mà khơi ra để mà tạo cơ hội để mà họ có thể thanh toán, họ có thể triệt hạ, họ có thể thủ tiêu những cái đối tượng nào mà gây bất lợi cho họ, thì họ sẵn sàng họ ra tay, và họ không hề có một cái cảm giác gọi là cắn rứt. Nói chung là lương chi, lương tâm của họ không có cắn rứt. Họ không có cái khả năng để mà cả bị gọi là cắn rứt lương tâm. Sociopath, những thành phần đó thuộc loại, thầy xin lỗi, bệnh hoạn. Thì các bạn nhìn tại sao những nhân vật như Ngô Kỷ và Nguyễn Thị Thu Hương, họ rất có tài, nhưng mà tại sao giống như có những người, người ta đạt được những cái thành tựu, người ta trở thành thống đốc, trở thành chủ tịch, trở thành tỷ phú, trở thành ông chủ, bà chủ, trong khi đó những thành phần như Ngô Kỷ và Nguyễn Thị Thu Hương lại là homeless, vô gia cư, sống ở bãi rác. Kính thưa quý vị, bây giờ là 8:10, các quý vị thấy quang cảnh ở trong cái phía trước của khách sạn Ramada, và có thể nói lần lượt tất những người đến để tiếp xúc với là lương y Võ Hoàng Yên. Từ mờ sáng thì chúng tôi đã thấy rất đông người, hiện nay thì có thể nói cái không khí rất là đông. Hôm qua thì trong một cái cuộc tiếp xúc đầu tiên, lương y Võ Hoàng Yên đã làm cho tất cả những người bệnh nhân kính phục và tôn kính ông. Khi có những người bệnh nhân bị liệt chân, điếc, nói không được, và ông bằng mọi cách đã làm cho những người đó trở lại bình thường. Đây là một trong những cái sự kiện có thể nói lần đầu tiên xảy ra tại Quận Cam. Và hôm nay chắc là cũng quan tâm đến những người dân ở trong khu vực của thành phố ông. Kính thưa quý vị, bên đây là ông thị trưởng Tạ Đức Trí. Kính chào ông thị trưởng. Dạ, chúng tôi xin chào anh Đoàn Trọng và kính thưa tất cả quý khán thính giả. Hôm nay chúng tôi đến đây cũng như là có vài lời để cảm ơn lương y Võ Hoàng Yên cũng như là các
đệ tử của ông đã thường xuyên tổ chức những cái buổi chữa bệnh để mà giúp cho rất là nhiều các vị ở trong cộng đồng. Và trong rất nhiều những cái thời gian vừa qua thì chúng tôi cũng đã quan sát bằng internet những cái lần mà Lương Y Võ Hoàng Yên đã đi khắp nơi để mà chữa bệnh, thì thiết nghĩ rằng đây là một cái việc làm rất là được đáng ca ngợi. Tại những cái buổi chữa bệnh này là những cái buổi chữa bệnh từ thiện, và với một cái người vừa có cái tâm mà vừa có những cái tài, những cái khả năng đặc biệt, và lại đem ra để giúp đời cũng như cứu người, thì chúng tôi vô cùng ngưỡng mộ, cũng như là xin một lần nữa cảm ơn Lương Y Võ Hoàng Yên cũng như là tất cả các thành viên trong phái đoàn của ông đã không ngại thời gian, không ngại tất cả những cái chi phí để có mặt ngày hôm nay, để mà chúng ta thấy được rất nhiều đồng hương đã xếp hàng từ sớm, cũng như chúng tôi được biết được có rất nhiều đồng hương đã phải ghi tên, đã phải thức dậy 4-5 giờ sáng để mà có thể đến chữa bệnh ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, đó là ông thị trưởng Tạ Đức Trí của thành phố Westminster. Cảm ơn ông thị trưởng. Rồi, cảm ơn anh Đồng Trọng, cảm ơn tất cả quý đài đã có mặt ngày hôm nay để mà giới thiệu tới một cái sinh hoạt mà rất là đặc biệt trong cộng đồng Việt của chúng ta. Kính thưa Lương Y, hôm qua thì chắc hệ thống truyền hình đều ghi lại những hình ảnh mà đồng hương đến đây thăm viếng và ra về, nhiều người cảm là mến phục và tôn kính Lương Y. Hôm qua thì Lương Y thấy không khí ở quận Cam như thế nào thưa Lương Y? Rất là hạnh phúc. Kiều bào chúng ta sống ở xứ người mà rất là tình nghĩa. Chúng ta cần phải phát huy thêm cái tinh thần đạo đức và nghĩa tình của người dân tộc mình. Tôi rất là hân hạnh, rất là vui mừng, không ngờ ở đây người thị trưởng hiện hữu ở đây lại là người Việt Nam mình nữa. Thì rất là hạnh phúc, rất là tự hào cho dân tộc nhưng Việt. Nhưng mà lại gần quê với Lương Y, cũng gần tới Cà Mau mà. Quê Bạc Liêu, quê ngoại của thầy. Vui quá. Thế Lương Y ở định ở lại đây bao lâu tất cả? Dạ, chỉ có 2 ngày, tới hôm nay và ngày mai. Dạ. Dạ. Thế Lương Y dự trù có sẽ giải quyết cho tất cả những người hâm mộ đến viếng thăm Lương Y không? Dạ, cố gắng hết sức mình chứ không thể không có lần nào thầy chữa hết bệnh nhân cả. Nhưng mà thầy sẽ cố gắng. Kính thưa quý vị, đó là Lương Y Võ Hoàng Yên với những cái lời tâm sự của ông, với một cái nụ cười duyên dáng, tiếng nói phát xuất từ người miền dân Nam Bộ. Và trong những lần hôm qua thì ông đã bày tỏ tất cả các bệnh nhân của ông cái tinh thần đạo đức là một trong những cái tinh thần chính trong cái công việc làm của ông. Chắc quý vị thấy từ mờ mờ sáng đông người đã đến đây, mà một lần nữa chúng tôi cũng giới thiệu đến tất cả những nhân viên thuyền nghiền đến cùng ông. Chắc quý vị cũng đã biết vào ngày thứ 6 ông có mặt tại thành phố Houston, đáp máy bay đến quận Cam của chúng ta. Và ông như lời Lương Y Võ Hoàng Yên cho biết rằng ông sẽ ở lại quận Cam 2 ngày. Không lần nào mà ông có thể đáp ứng đến tất cả các bệnh nhân, nhưng với một cái tấm lòng yêu mến và có thể nói mến mộ và đạo đức của ông đã cho thấy một cái sự kiện lạ tại quận Cam. Chúng tôi tường trình từ khách sạn Ramada.